Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đăng ký một tài khoản iTransuột để kiếm tiền quảng cáo public, trong việc public ứng dụng. Các bạn search iTransuột trên Google, rồi sau đó mình sẽ click vào cái site của iTransuột ia.com. Thì sau khi click vào cái site IAS.com là iTransuột thì các bạn kích vào là sign up, rồi sau đó mình tiến hành trong công việc là đăng ký. Ok, cái form đăng ký của iTransuột nó hiện ra thì mình sẽ đăng ký trên cái form này. Các bạn điền cái first name và last name vào cho nó đầy đủ ha. Và sau đó mình điền thông tin email và nhập cái mật khẩu của mình. Ok, cái phần company á thì các bạn điền một cái tên của tên của team hoặc là của công ty gì đó cũng được ha. Các bạn điền xong thì để xuống dưới á, cái phần city là các bạn điền thành phố, country là các bạn chọn Việt Nam ha. Rồi, sau khi các bạn đăng ký xong thì các bạn tích vào hai cái ô này và các bạn chọn cái I am not a robot và chúng ta tiến hành là chọn sign up để cho nó hoàn thiện cái phần đăng ký của iTransuột ha. Rồi, sau khi đăng ký xong thì bây giờ mình sẽ vào trong cái email để mở ra một cái email về cái confirm trong quá trình mình đã đăng ký xong. Nó sẽ gửi về một cái phần email như thế này. Các bạn click vào confirm ha. Đây, các bạn click vào cái confirm email này. Tiến hành verify đã xong ha. Các bạn click vào là add the tab join bidder. Ok, sau khi xong rồi thì trong phần setup ad unit placement thì đây là cái phần mình sẽ đăng ký một ứng dụng đầu tiên và mình sẽ tạo ra những đơn vị quảng cáo cho cái ứng dụng của mình. Trong phần này thì mình có thể là cái iTransuột thì khi các bạn đăng ký một tài khoản thì chắc chắn là phải app nó live ở trên Play Store rồi. Mình khuyên các bạn nên đăng ký khi mà app nó lên trên Google Play rồi thì mình sẽ chỉ gọi dán cái link URL vào đây thôi, link ứng dụng của mình đó vào trong phần này thôi. Các bạn import app info để cho cái ứng dụng của để cho cái tài khoản Android iTransuột này nó dễ upload hơn, và các bạn chọn một cái catalog của mình và sau đó mình add vào cái đơn vị quảng cáo này, individual và banner. Rồi, sau khi mình kích hoạt xong thì mình vào trong mail và mở một cái email của iTransuột nó gửi về, và trong phần này thì iTransuột nó báo với mình nó là để xác minh cái tài khoản này thì là mời bạn gửi đến cái email này với chủ đề là sử dụng cái ticket number này này. Hiện tại là nó gửi về cái số ticket number này thì mình lấy cái số này làm cái tiêu đề của email và mình gửi trên cái mail đó, mình gửi đó, thì mình sẽ sử dụng một cái mail của mình đã đăng ký tài khoản developer và nó nằm ở phía dưới này này. Đây, ví dụ như cái mail này này, đây đó, cái mail của nhà phát triển này này ha. Rồi thì mình sẽ đăng ký qua cái email developer của mình ha. Trong email thì mình cần phải ghi rõ là tên, cái tên của mình đăng ký trong phần iTransuột á, cái name á, và cái link app của mình vừa mới add xong, và sử dụng cái số ticket number này để làm cái tiêu đề của mail của mình, và cho họ biết đó là cái kế hoạch các bạn sử dụng iTransuột cho việc là meditation hay partner hay là sử dụng chính ha. Và các bạn cũng cần phải nhớ cho mình đó là các bạn
tài khoản ngân hàng của bạn điền điền vào trong iDroSuột của mình ha. Đây ví dụ như là mình copy qua này ha, Mobi support. Sau đó là mình sẽ copy cái phần cái số number ticket này vào, copy qua ha. Làm cái tiêu đề chủ đề của email. Trong phần này thì mình có thể là đi admin hoặc là không, rồi các bạn ghi là my account này, tên cái account của iDroSuột của mình này, gửi và cho biết cái link của cái app của mình này. Ngoài ra các bạn vào trong cái iDroSuột các bạn điền cái tên ngân hàng, cái số tài khoản ngân hàng nữa để xác minh được là mình đã đăng ký ở trên tay, đăng ký ở trong cái cộng bài mình của iDroSuột nữa. Rồi sau đó chúng ta sẽ gửi đi ha, để cho khoảng 3-4 ngày gì đó thì mình chọn phía support của iDroSuột nó gửi cho mình một cái mail approve hay không ha. Sau đó chúng ta sẽ đợi một tuần, thì trong cái quá trình một tuần trôi qua thì mình sẽ mở mail lên để mình xem thử nó đã approve hay chưa. Các bạn xem nào. Wow, iDroSuột support nó gửi một cái mail về ở đây, mình click vào ha. Ok, thì như vậy là cái tài khoản của mình đăng ký nó đã iDroSuột đã approve rồi ha. Thì đây là một cái tài khoản mới mình đăng ký demo cho các bạn. Thì bây giờ tài khoản này mình có thể dừng chính luôn cũng được ha. Thì mình bắt đầu vào để tạo ra một cái app và until để mà kiếm tiền. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn may mắn để kiếm được nhiều tiền từ việc public ứng dụng ha.